Đây là ngôi đền Quốc Tổ nha mọi người nhé. Đền Quốc Tổ là thờ vợ chồng Đặc Long Quân và Âu Cơ nhé. Đẻ ra một trăm trứng, 5 người con lên núi, 5 người con xuống biển nha. Chuyện tiểu thuyết của vua Hùng, lịch sử của đất nước Việt Nam nha mọi người nhé. Ngôi chùa được dựng nên của tiểu thuyết của người Việt nhé mọi người nhé. Phải nói là đẹp hết ý mọi người. Đây là này, khu du lịch Đồng Xanh nhé mọi người nhé. Đây là cảnh du lịch Đồng Xanh này. Đây là bắt đầu khu cổng vào nhé. Đây, khu cổng vào này. Khu cổng vào. Đi vào đi con đi. Có 10.000 nhé đi. Có. Vào cổng người lớn 40.000 là vé nhé. Vì mất 2 năm Covid nên là khu Đồng Xanh này là 2 năm là không 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 mở cửa du lịch nhé. Nên là cũng không, sang cái năm nay năm thứ 3 này bắt đầu mở lại thì cũng không được đẹp như mọi năm chứ mọi người nhé. Tí nữa tích cầu thang đi lên rồi. Ngồi 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 để chụp phô nhỉ, hai bố con chụp phô nhỉ. Đó, nhìn đây. Rồi, ok đi, hai bố con lại đi tiếp. Ôi sao đi. Ui, và cánh bướm đẹp quá. Và cánh bướm đẹp quá mọi người. Và cánh bướm. Và cánh bướm đẹp quá. Đấy. Đấy. Nữa đâu. Dạ nè. Hai. Hai chú. Vâng, ok chị. Vâng. Mật khẩu bao nhiêu chị ơi? Mật khẩu đó. Vâng. Đang mở mà tự nhiên giờ mất mật khẩu. Vâng, mất rồi. Rồi, ok. Mật khẩu mình vân tay cho nên là không mất vâng. Khẩu. Toàn các chị, toàn người đẹp thôi. Vâng. Vâng. Ơ sao nó lại mất luôn rồi? Ừ. Chị cứ bỏ bao nhiêu này em ấy? Không, không có mật khẩu. Dạ. Chú mấy chị này chú. Trong trong đây chứ. Đây 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 hả? Rồi rồi, chính xác. Ấn luôn vào đi. Rồi ok. Rồi, đẹp lắm.
Tuyệt vời. Nó phải nhiều kéo nó mà đẹp đấy cả nhà luôn. Rồi ok. Đưa có đưa lên TV, đưa các chị lên trung ương luôn em. Vâng, đưa lên trung ương luôn đấy. Đưa sang Mỹ luôn đấy. Các chị mà xem kênh là các nước ngoài phải xem hết. Nước Mỹ. Cây quạt cối xe gió của đất biểu tượng của đất nước Hà Lan. Giữa vườn hoa luôn mọi người nhé. Đấy, lại có chiếc xe. Lại có chiếc xe, một chiếc đấy, chiếc xe đạp. Một chiếc giỏ xe chờ đầy hoa phượng. Rất đẹp. Mùa xuân lúc nào cũng sặc sỡ. Rồi rồi, hai các bác này muốn trèo lên rời đi hả? Đấy, cầu thang trèo rời. Đây, bỏ đây. Đây là bác Tha đây là hỏi ông rời, có tiền cho gái có đòi được không? Đấy. Lại chụp cho người đẹp. Rồi tiếp chụp. Rồi ok, rất đẹp. Cứ chụp nhiều chốc về các chị chính anh nào đẹp thế đấy nhá. Rồi, cái nào đấy nhỉ? Có. Rồi. Còn ai chụp nữa không? Rồi. Hai chục năm sau xem lại nó mới đẹp. Vâng. Đứng chỗ đây. Quay đây con này. Chào anh trên đi. Rồi, được rồi. Hôm nay không biết được biểu tượng cái gì nữa. Cái này chắc toàn vỏ bao thôi, nó làm đẹp thế rồi. Đây nhá, vỏ bao nhá. Vỏ bao, vỏ bạt. Làm hình của núi luôn. Wow, làm hình tượng của núi. Năm nay cái được cái thời tiết là mát. Gần như ngoài Bắc mọi năm này nóng lắm mọi người. Năm nay không có thiên nga nhỉ, mà năm có thiên nga thả này. Có chụp được không? Rồi ok, hôm nay em làm caramel cho các bác. Cảm ơn em. Là tiếp tục hả? Vâng. Bên này, bên
Rồi, chiếc cầu hoàng hôn, cầu son. Quay, quay, quay chụp đây. Vâng, rồi, ok. Rồi. Rồi. Rồi, đẹp lắm rồi. Rồi, tuyệt vời, chúc về. Chúc về chọn nhá. Cảm ơn nghe, cảm ơn nhiều nghe. Vâng. Đấy. Đây nó lại có cái hồ nước đẹp thật. Cầu này chắc là gọi cầu son. Cầu sơn son thiếp bạc. Nay trời gió ác đêm lại trong chóng quay tít. Nên là vòm trong chóng. Nay gió ác ở trong chóng quay ác. Quay tít luôn. Úi giời, quá đẹp, úi giời, trông trống. Úi giời. Này nó gió, trông trống quay. Quay đẹp luôn. Trông khủng long à. Trông trống. Đây là khu du lịch Đồng Xanh nha mọi người nhé. Khu du lịch Đồng Xanh. Hả? Đây xây kiểu kiến trúc Tây Nguyên nha mọi người nhé. Phong cách nhà sàn. Cách nhà sàn Tây Nguyên. Đấy. Nhà rông. Còn trong kia là nhà cộng đồng, phòng chiêng. Hả? Đi ăn gì ạ? Cánh du lịch Đồng Xanh này năm nay không thấy có đổi thay mấy, vẫn kiểu 2 năm Covid năm đóng cửa du lịch. Năm nay có mở lại cũng chỉ cho vào mở, không có. Ta thấy đi vào trong cái khu chỗ nhà chuyên trưng bày hoa, không có hoa gì hả? Rồi, ok. Hang động huyền bí này tối lắm, vào tối không có gì, không dám vào.
hang động. Đấy. Đấy. Vào trong thì trông có cái món gì. Vào vào khu vườn bách thảo xem có cái món gì nhiều. Hai năm Covid này là không tu bổ cái gì, rất hoang sơ như kiểu thành phố ma mọi người. Đấy. Cách đây 2 năm mà trước năm Covid là khu chỗ này là tráng lệ đẹp lắm mọi người nhé. Thế mà giờ vào đây hoang tàn luôn. Mình quay cho mọi người khu đồng xanh. Và đến cái năm nay xuân Quý Mão mà vào đây như hoang tàn, không có người chăm sóc cây cối. Và đây mọi người này, như mỗi năm vào đây là đẹp lắm nha mọi người nhé. Đấy, gọi là hoang tàn luôn. Đấy, đồng xanh đấy mọi người, cánh đồng xanh năm Quý Mão này không có người nào. Mất 2 năm Covid này không có chi phí đấy. Không có chi phí để tu sửa này. Tu sửa lại cho khách du lịch đến tham quan và chụp hình. Đây là trước cửa đây. Trái đất mỉm cười trong những nụ hoa. Đấy, không có cái gì hết. Ta lại đi ra đây xem thấy có cái gì nhá. Như mọi năm là chương trình văn nghệ ở nhà cộng đồng đây. Nhưng mà cũng hoang sơ luôn. Không có gì. Năm nay rất buồn. Mất 2 năm kinh tế Covid thiệt hại. Hại hơi bị nhiều, tất cả các công ty doanh nghiệp bị vỡ lợ. Nhất là công ty du lịch không có khách đến. Đấy, khu du lịch đồng xanh đấy. Rồi đi. Đẹp nhưng vẫn tội không có người hoang sơ, không có người chăm sóc bảo dưỡng bảo trì. Đây hồ cá sấu đây, không biết còn cá sấu không, đi ra hồ cá sấu đi còn. Mỗi năm thì mấy hôm trước thì du lịch có mở cho cộng đồng bà con đến tham quan, như là cá sấu nó bán mồi xong để câu cá sấu. Như năm nay chắc không biết cá sấu trong này có không, chắc không có, nghi không có, nếu có thì đây nó vào tham quan chắc. Đấy. Ồ cá sấu kia. Đấy. Cũng không có luôn. Mọi năm như cái hồ này là trong cái hồ này có nhiều cá sấu lắm mọi người. Nhưng năm nay không có một con cá sấu nào. Đông băng luôn. Không có gì. Không biết là mong 2024 này mong cái khu du lịch đồng xanh này để cải thiện lại như mấy năm trước để cho bà con đến tham quan. Nhưng mỗi năm cái hồ này là cá sấu nó bò trên đây nhiều này. Là mà du khách là thích trải nghiệm thì mua mồi xong là bắt đầu câu cá sấu. Như năm nay thật là buồn, không có cái gì hết. Nhưng mà chỗ này là truyền thống, đâm là khách du lịch đến vẫn đông nha, vẫn có người đến chụp hình check in rất đông.
Chụp hình rất đông. Biểu hiện của biểu tượng của nhà dâu Tây Nguyên thì đa số là xây kiểu nhà rông như mọi người nhé. Không tu sửa cái gì hết, luôn hoang tàn luôn. Quay vào đây. Nhà rông. Nhà rông cũng không sơn lại nhé. Nhà rông này thì bằng bằng bê tông như mọi người nhé. Bê tông nhà sàn này mà nhà bằng bê tông thường thường bằng treo gỗ mấy năm trước giờ đây làm nhà bê tông cũng không thấy sơn giếc lại. Thì treo lên nhà rông này xem có cái gì nhá. Nhà sàn nhà rông này. Có gì không? Ô, sao ánh gì đấy? Cái ánh gì đấy mà không thấy rõ đây. Ánh gì? Ôi giời. Năm nay thấy các nhân viên bảo là chú tu sửa lại để sang năm cho Tết sang năm nhé, lễ hội du lịch nhá. Đấy mọi người. Không có người vệ sinh quét và dọn làm nó bừa bộn như này. Đấy. Hoang tàn luôn, không nhỉ. Cách 2 năm trước thì được, thì vì cái Covid này đâm là không có chi phí đâm này, bỏ hoang luôn. Đấy. Bỏ hoang, không có người chăm sóc, quét dọn. Đây ngựa tượng nhà mồ. Đi đây xem có cái gì không con. Vào đây lại còn không có người. Nhìn thấy tượng nhà mồ này rất ghê mọi người. Lạnh lẽo. Năm nay đồng xanh buồn quá mọi người ơi. Không tu sửa, không có người quét dọn môi trường. Thế nhưng mà vẫn bán vé 40.000 một người vào đây tham quan nhé mọi người nhé. Mình vào chỗ Vua Hùng này, đền thờ Vua Hùng. Đây là chùa một cột nhé mọi người nhé. Con cầm cho bố vào thắp nén nhang con. Con cầm cho nhang, cầm cho đây. Cái hòm kia không đứt ủng hộ.
Đây là ngôi chùa một cột nha mọi người nhé. Phải nói là ngôi chùa một cột này đẹp mọi người. Dập theo mẫu như kiểu ngôi chùa một cột ở ngoài Lăng Bác nhé. Ở ngoài này Bác đưa vào rồi. Khuôn mẫu như thế. Như mấy năm trước mà chưa có Covid đấy thì ở cái chùa một cột này dưới là có trồng sen nha mọi người nhé. Như năm nay thấy không trồng. Còn đây là tượng Phật này, Quan Âm nhé. Vâng, tiếp đến chỗ nhà ta đền thờ Quốc Tổ nhé. Phải nói là đền thờ Quốc Tổ này nhìn cũng đẹp mọi người. Đền thờ Quốc Tổ này được xây dựng năm 2007 nha mọi người nhé. Đền thờ Quốc Tổ này thờ Nạc Long Quân và mẹ Âu Cơ nhé. Đẻ ra 100 trứng, 50 người con xuống biển và 50 con lên núi nhé. Phải nói là ngôi chùa đẹp, yên tĩnh, thanh tịnh mọi người. Thờ Tổ này được xây dựng 2007 mọi người. Nằm ở khu vực Đồng Xanh nha mọi người nhé. Đây là tượng của Nạc Long Quân nhé, mặc áo nông bào nhé. Hai bên là hai con hạc được mạ vàng nhé. Và là trống đồng nhé mọi người nhé. Trong đền thờ Tổ này có hai trống đồng hai bên nhé. Hai trống đồng hai bên. Đây là tượng của Nạc Long Quân nhé. Dẫn năm đẻ là 100 trứng, 50 người con xuống biển và 50 người con lên núi. Của bà Âu Cơ, vợ chồng Nạc Long Quân. Người đang xem cảnh nhìn từ trên xuống dưới nhé. Phải nói là đẹp hết ý mọi người.
cũng một số người đi vắng cánh chùa rồi vào thắp nhang. Này nó gió to nó không có quạt nó quay á. Con xe sơn màu vàng như vàng 24 carat. Thôi đi con. Nói chung năm nay Đồng Xanh không có gì đặc sắc của mọi người nhé, vẫn còn hoang dã. Vì mất 2 năm Covid đâm nhà đầu tư cũng không có đầu tư quét dọn chăm sóc mấy, đâm xấu. Càng vào trong càng nhìn thấy nó hoang tàn. Được đi ngoài này mấy chỗ đèn thờ quốc tổ. Chào mọi người nhé.